đề nghị truy tố nghi phạm giết người để ngăn cản đám cưới của người yêu cũ. Hay tin chị S bị ép cưới, Vũ Đăng Mạnh quyết định tấn công bố mẹ chồng sắp cưới của bạn gái cũ khiến hai người thương vong. Chiều mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Vũ Đăng Mạnh, 23 tuổi, ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về tội giết người. Công an xác định Vũ Đăng Mạnh có quan hệ tình cảm với chị VTS, 23 tuổi, cùng xã, nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm nên buộc phải chia tay. Sau đó, Mạnh phát hiện chị S chuẩn bị kết hôn với anh NTT, 24 tuổi. Mạnh nói chuyện với bạn gái cũ thì biết chị S bị ép cưới dù không yêu anh T, nên Mạnh tìm cách ngăn cản chuyện này. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022, Mạnh chuẩn bị giao. Đột nhập vào nhà ông NTG, bố của anh T, đến khoảng 2 giờ ngày hôm sau. Đối tượng tấn công ông G và vợ là bà NTH, vụ việc khiến ông G tử vong tại chỗ, bà H trọng thương. Sau khi gây án, Mạnh rời hiện trường. Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, nhận thấy nhiều vết đâm trên thi thể ông G sau hơn 15 giờ tích cực đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án. Cảnh sát đã bắt giữ được Vũ Đăng Mạnh.